Hỏi: năng lượng tái tạo mới STCM lớn, rẻ, dễ làm, đầu tư thấp hơn đập thủy điện Tam Hiệp. Đáp: năng lượng tái tạo mới STCM lớn, rẻ, dễ làm, đầu tư thấp hơn đập thủy điện Tam Hiệp. Đáp: năng lượng tái tạo mới STCM lớn hơn 1 triệu MW, dài hơn 600 km, giá điện rẻ 440 đồng 1 kWh, 20.000 tổ máy, nhưng chỉ làm một tổ cho thấy rõ, dễ làm, lời nhiều. Các doanh nghiệp khác tranh nhau làm đến hoàn thành, do đó đầu tư thấp hơn đập thủy điện Tam Hiệp 18.000 MW, dài 2,8 km.